hư cầu của Thánh Hạnh có trọng lượng 85 kg. Cặp đấu giữa Quý và Thành trong trang phục màu đen, trong trang phục hợp cẩm là Huy và anh Toản. Hai cặp đấu đang ngang tài ngang sức nha. Rất cố gắng nhưng rất tiếc, rất tiếc Thánh Hạnh đó bỏ lỗ không thành công. Không bốn. Hay quá anh Toản ơi. Đến con. Xiết. Rồi. Sau khi bung trái cầu lên thì Thánh Hạnh đã quay lưng bỏ đi ra ngoài sân. Xong với cặp đấu bên kia là Thánh Hạnh thì bên đây là Thánh Tài. Khanh. Xô. Bạn Khanh trong trang phục trắng đen đến từ điện máy xanh của Tân Bình. Bên kia đại diện cho trường trung học phổ thông Hoàng Văn Hòa. Nhân thức gặp bên đây Khanh Hạo. Đánh với tinh thần rất là cao. 2-9. Bạn Khanh đã không dùng vợt đỡ bóng mà dùng bụng đỡ cầu. Không dùng vợt đỡ cầu mà dùng bụng đỡ cầu. Một cú bỏ nhỏ không thành công. Hay, hay quá Hạo ơi. Hạo nó đỡ cầu mà nó có tiền chiêu là chụp cầu được. Lên. Quá rồi. Tự xử hơn để Khanh nó xử với trái tay Khanh vô. Đẩy không. Ừ. Tiếp tục. Ép trái tay vô. Khanh nó bị yếu trái tay mà. Quýnh là do Khanh nó đổi giận. Quýnh mà qua tay trái luôn, tay phải luôn. Lui đi em. Trận đấu với 108 vận động viên đang cổ vũ. Bốn đều, trận đấu rất hấp dẫn. Giữa Nhân Thức và Hạo Khanh. Mời mọi người đến sân cầu lông cái ngang đánh cầu chơi nha mọi người. Tấn công dập biên tốt. Đội Nhân Thức đã thay đổi chiến thuật. Đây là cặp đôi ứng cử viên sáng giá nhất của trường trung học phổ thông Hoa Nhân Hòa. Có.
nhiêu Khoa cố gắng thì đội bên kia tưởng chừng cầu ra ngoài, nhưng rất tiếc là cầu đã chạm vào biên. Cuộc chiến đeo điểm đang bắt đầu. 9-1. Hào Khanh lùi vô. Rất tốt. Một đều. Rất tỉnh nhưng mà rất tiếc là cầu không trúng. 2-1. Hai đều. Có vẻ các bạn mệt rồi, các bạn không còn la nổi nữa. Trái cầu rồi, phải cầm tới chế độ công nghệ 3. Ba, bốn, rất căng. 2. Nhớ tay em dài lắm mà Hào. 2. Câu 2. Câu 2, câu 2. Đập cầu tốt. 4, 6. Đập cầu tốt. 7-5. Chớp. 8-5. Đánh rồi. 9-5. 9-6. Thanh Hảo cố lên. 4. Quýnh xong bạn Thanh đã dùng hành động quăng vợt làm cho đối thủ mất tập trung. 7-9. Ai chơi đứt ai chơi đều. Trong sân bây giờ chỉ còn nghe hơi thở. Ai? Trái cuối 20-17. Ê, hay quá con. Nếu nó quýnh cái đó tiếng động đừng là bị đứt gạt nữa chứ. Đứt lưới nữa chứ. Nghe cái chặt. Thôi 19-20. Chơi đứt chơi đều. Bình tĩnh, thật sự tập trung. Hóa câu 20 đều. Trận đấu lưu và xuất phát rất cắn cưa. 21-20. Tiếp tục một đứt một đều. Đứng lên. Lùi về, nhanh. Rất cố gắng, chẳng xong. Tiếp tục. Chung cuộc nhân thức thắng sát sao với Hào Khanh.
23, 21. Chúc mừng bốn bạn đánh rất tốt, cực kỳ tốt.